Claro. Cái lớp vỏ mặt trăng là một cái thức bằng một cái quen khi nào ấy cái điện hóa hay cầu lý cái gì vậy, mình sẽ thích thức vô cái lớp mặt trăng. Và cái hướng thích thức là đi từ dưới lên trên và đi từ từ ngoài đầu trong, thích thức đi từ dưới lên trên và từ ngoài đầu trong, từ dưới lên trên này, đây từ gót chân là lên trên, từ ngoài đầu trong. Bình thường là các ngón chân nó sẽ co bắt lại là bình thường. Còn này bóc thường thì mình phóng chân nó que ra, tay que ra thì ngón cái đi qua bên, bốn ngón còn lại đi qua bên. Thì này là bao nhiêu spin dương tính, bình thường dương tính. Và nếu như bao nhiêu spin dương tính thì có phải giải thiện. Nếu bao nhiêu spin mà dương tính thì có chèn hết tủy. Rồi, cái này khó hơn chút. Khó. Cái này là tên dưới này. Da. Cái gọi là phân da, còn phân sức để mỗi một người là đốt da. Có cái đó là phân da, cái này đốt da, tôi biết là đốt nhà trai. Nhưng mà tôi biết là mình vừa gặp đơn ma con, mình nghe dễ nhất ha. Đơn ma con thì cái này là những cái phòng mà cảm giác này, có thể là còn mọc luôn. Nó sẽ thường chiếu lên trên da. Thì tùy theo cái vị trí mà mình khám thì mình sẽ biết được cái vị trí tổn thương nó còn ở đâu. Mình sẽ biết được cái vị trí tổn thương nó ở đâu. Và cái này là tôi sẽ chỉ ra cái cách để học được lòng cái bản này. Và khi mà mình học được lòng bản này thì mình khám lâm sàng đó. Mình khám những cái vị trí mà tổn thương mặt trăng mình sẽ thấy rất là dễ dàng cái vấn đề gì đó. Nếu mà không có tiền, không biết thì mình không biết cái gì mình không tê gì đó thì đâu đó là mình biết được cái tầm của chỗ này, cái đoạn vị trí nào. Cái này là đoạn vị cổ này, thì là cái đoạn vị cổ này thì nó có mấy cái vị cổ. Cái này là C2, C3, C4, C3, C4. Như vậy đoạn cổ đó, em biết không? Cái đoạn màu vàng hết cái cổ là C gì? C4. Tới mai. Tới mai là gì? Tới mai là C gì? Tới mai là C5. Hết cổ là C4. Tới mai là C5. Tới C5. Nó chạy xuống đây. Nó chạy tới cánh tay, nó chạy tới đây C5. C6 là chạy tới đâu? C6 là một can này. Một can này. C6 là chạy tới cái món. Một cái. Chạy tới là C6. Xích vô chút xíu là C7 nha các. C7 thì nó ở phía sau nó chạy xuống đây. Và nó tới đâu? Tới hai cái món này. Một, con hai. C7. Đây C7 không? Rồi nha. Rồi nó 1, 2. Thế thì mà tới món 4, món 5 là mình sẽ thấy xe 4, nhưng mà mình mới xe 8 xe 7, xe 8 nè. Rồi 3, 2, 6, 7, 8 nè. Hết cái đoạn cổ là xe 4. Dưới đoạn cổ là bắt đầu 5, 6, 7, 8 đây. Ở trước là xe 5 6, 7, 8 là ở phía sau. Và bắt đầu đoạn ngực là đoạn ngực là phía cái vai tới đoạn mắt này, ngay cái đoạn ngực đó bắt đầu ngực ngực đầu cái xương ngực 1, ngực 2, ngực 3 và ngực 4. Cái này ngực 4 là ngực mắt, mình cần phải nhớ là sao, là cái ngực 4 là đi qua
đi qua đi qua 25 tiếng đi qua cái ví dụ thì cái đường tiến này thì cũng bắt buộc nhớ mình nói là quen như vậy nếu mà đi qua tới Nga đồng được và tới năm muốn thì tôi chọn là đồng được ha. Còn nếu mà đi xuống đó nữa thì nó tới Nga ở đâu? Ngang bốn là mấy? Được rồi. Rồi tới người xong đi xuống xuống xíu nữa tới cái mặt này cũng được nhạy cảm thì là tới mặt này gì là cái vấn đề đúng hay là số L1 thì dưới L1 là L2, L3 và L4 là đi qua hoàn bốn là L4 còn L5 và S1 là ở mặt ngoài và mặt sau đường mặt ngoài đường là S1 L5 đến mặt ngoài giãn chân đến mặt lưng bàn chân là thấy L5 đến mặt lưng bàn chân tới ngón cái cái khi đó là ngón cái anh em thì tới mặt lưng bàn chân ngón cái là L5 còn S1 là đi phía sau ha. Mặt sau đường sau mông dưới giãn chân tới bàn chân tới ngón chân tới ngón út là S1 rồi còn cái độ mà cơ quan sinh dục này hay là động từ ví dụ phía trước này là phía sau là phía trước là cơ quan sinh dục phía sau là cái vùng mà xung quanh cái hậu môn đó hậu môn hoặc xung quanh cái này là cốt sinh dục cốt sinh dục F2, F3, F4, F1 thì xuống đây F2, F3, F4 là còn còn lại cái này F2, F3, F4 chi phối vậy đó quý vị như vậy cái này là cơ quan to này mình có thể học được được được. Và khi mình vừa mình khám từ cái vị trí tùy theo vị trí mất cảm giác hoặc là những cái vận động nào đó trong kinh văn đó nó yếu thế này hoặc là mất cảm giác thì mình sẽ đoán được cái tầm tổn thương và cái này là tương đối hành trình cái này hầu như nó thay đổi nó đau cơ thể là năm là đúng là mình tương đoán để mà đó là một là để mình tương đoán một không thay đổi gì hết rất là chính xác. Như vậy là mình đã nắm được các cái triệu chứng là một cái test, mình khám được cái test. Sau khi cái test được xong thì mình sẽ qua cái phần phần học kiến thức qua. Còn kiến thức qua cuộc sống là một cái rất là khó chứ không phải là dễ nha. Trước mắt là mình phải đọc cái chữ bình thường. Sau khi mình nắm cái chữ bình thường rồi thì mình phải đi tới cái điều học gì. Coi là nó là chữ bình thường nha. Thấy rất là đắt, rất là đẹp đẽ ha.
thấy nó rất là khả quan và rất là ok. Đó là điều là không bị tập quá nổi nha. Cái điểm mong biết mà mình phải đọc khi là cái điểm mong biết là một số cổ là gì, cái điểm này là gì, cái này là gì, cài xong cái này là gì, cái là gì, cài xong cái này là cái món gà, cái gà nó sống, cái món gà cái này nói cái gà nó gọi là spinal process nha. Spinal process là cái món gà nó là một cái gì nó rất là đều nè và rất là đẹp. Nó nằm đúng chính ngay ở giữa. Nếu trong trường hợp nếu mà có cái bất thường thì sao? Không thể. Thì cái spinal process này làm sao? Nó lệch quan. Cái hạt nghe máy nó mặt đúng giữa nó lệch quan. Đây nó mặt là nó lệch quan. Là có điều gì đó bất thường xảy ra. Tính như là bệnh nhân có thể bị gãy móng gai, bệnh nhân bị trói cọc, xoay nhốt sống và có thể bị các bệnh nhân này những bệnh thường thì thấy bất thường. Bình thường là mình thấy nó dễ. Nếu như ví dụ bình thường có quen ha, tức là móng gai sẽ đứng giữa. Sau khi cái móng gai xong mình sẽ nhìn tiếp kế bên móng gai là gì? Hai cái bình tròn tròn cái bên đây là gì? Hai cái con gì? Hai cái con này gọi là hai cái con mắt. Nó tròn tròn giống hai con mắt. Nhưng mà thực tế cái con mắt là gì vậy? Thực tế cái này gọi là con dây đi cường. Tiếng Anh gọi là pen cường. Pen cường thì tùy theo cái gì? Trong cái cuốn sách của mình á là cuốn. Và các bác sĩ đặc biệt là bác gọi là cuốn cung. Cuốn cung. Còn các bác sĩ đặc biệt là cái tiếng Anh là qua cuộc sống hay gọi là chân cung. Đó là loại của dưới cùng loại của trong luôn. Nhưng mà cái đúng là thế thì hai cái con mắt tròn tròn này nó phải nằm hai bên. Và nó chắc cái mấu gai của cái quả nó sức là đều này. Và hai con mắt nó đều là hai bên. Cái này là cái cuối trong cung. Cuối trong cung nó đều là hai bên. Rồi cái trong cung này, rồi cái cá mặt đấu thì cái gì ở đây. Cái đoạn của cái gì ở đây thấy mặt ngang là mấu gai đúng giữa hoặc là trong cung này là tối qua đúng không? Thì cái này là cái gì? Cái này ta gọi là quản sóng dân miền Nam. Cái bác sĩ tiếng Anh miền Nam gọi là quản sóng. Trong sách giải phẫu này thì gọi là quản quản. Còn cái từ là từ gốc nó từ chuyên môn gọi là lamina. Lamina đây gọi là cây lamina là quản sóng hay là quản. Như vậy các thông tin nó đã rất là đối mô tả nó biết nó sẽ được câu hỏi. Rồi chỗ này mình thấy có cái đốt, hai đốt nó khớp với nhau thì tôi gọi cái này là cuối mô khớp. Cuối mô khớp. Cuối mô khớp, các cuối mô khớp nó khớp với nhau này. Và nếu mà trọng thì sẽ biết nghe nó trọng là nó khớp với nhau này. Còn cái xương xương này là xương xương bò. Cái này là mổ ngang của đốt sống mà cổ 7, cái đốt này đốt được 1 là first rib. Được 1 đây là sẽ đốt hai xương đầu tiên. Cái phiên ngang, phiên mi là nó cho nhiều thông tin hơn là cái phiên thẳng. Phiên mi là nó sẽ cho nhiều thông tin hơn. Ở đây, cái phiên mi đầu tiên là chúng ta biết đốt nào đã. Thì cái này là cái hồng sọ. Thì cái này là cái xương răng, cái đồ xương hàm đây. Như vậy cái này nó phải nằm ở trên. Như vậy cái đầu tiên là cái làn sọ thì nó phát hiện ra là cái làn sọ này thì dưới cái làn sọ là cái đốt đầu tiên là đốt gì? Đội. Đốt gì? Đội. Đốt xe máy. C1. C1 là đốt sống cổ 1. Đốt cổ 1 có một cái tên nữa là đốt gì? Đội. Nó là đốt đội. Là tại vì nó là cái nơi tiếp giáp với cái đầu là giống như cái người mà đội trên cả lớp đấy. Nó gọi là đốt đội là tại vì nó là cái đội nguyên cho cái đầu nên nó tiếp giáp với cái đầu mà nó đội sức đặt của cái đầu nên nó gọi là đốt đó là đốt đúng đội. Thế thì dưới đốt đội là lấy cái tháo gai đầu tiên là tháo gai số 1 của đốt đội và dưới đốt đội là đốt số 1 là đốt gì? C2. Thế thì C2 nó có cái đặc điểm gì đặc biệt ở đây? Đặc biệt là nó có cái móng răng nó rất là dài và cái đốt số 1 và cái đầu của mình nó sẽ xoay xung quanh cái móng răng
Chính vì vậy mà cái xe 2 cái mối đang nó gọi là đối tượng tốt trùng, tại vì nó là cái trùng để cho một số cổ mình xoay. Nếu như mà các bạn người tư anh không xoay được nữa thì mình sẽ bỏ tay không xoay qua xe lại được. Cái này là cái đặc biệt của đốt xe 2, có cái mô răng ở đây và nó cũng có cái bệnh lý 27 mô răng như này đó, nó bị và ngoài ra nó có một cái đặc biệt nữa là nó có gì, cái này là gì, cái mô gai của xe 2, mô gai xe 2 nó to và nó nhỏ so với xung quanh đấy, nó là một cái mô gai to nhất, có lẽ chỉ mua cái đốt xe 7 thôi. Nhưng mà ở đây nó là to nhất, đó là một đặc điểm trên mình là xe 2. Đấy là cái thằng to luôn, thằng đó là xe 2. Như vậy nếu mà mình dùng được xe 2 rồi thì mình sẽ nhận diện được các đốt tiếp xe 3, xe 4, xe 5, xe 6, xe 7. Và đốt xe 7 cuối cùng nó sẽ có mấy cái mối gai này sao? To nhé. Rồi giữa cái đốt thì cái này nó gọi là gì, cái đốt tiếng Anh nó gọi là gì, tiếng Anh nó gọi là vertical body, vertical body thì là thân đốt, cái gọi là cái thân của đốt body, tức là thân của đốt. Và giữa hai cái thân đốt là cái gì, là cái gì, là đĩa đệm. Và hai cái đốt nó khớp với nhau bằng một cái khối, cái gọi là khối gì, của máu, của cơ. Và cuối cùng là cái sau hết là cái này là máu gì, máu gai. Tiếp giáp với máu gai là gì, tiếp giáp với máu gai là lamina, là cái bản sống hay là cái máu, à tiếng Anh gọi là lamina. Và cái nơi mà giữa cái cuộc sống, giữa cái thân đốt tiếp giáp với cái bản sống đó, cái bản sống này, cái chỗ này gọi là cái cây cột, cái cây cung. Và anh sẽ thấy nó rất là khác biệt giữa là cái cây cột kia, đây là cái cây cột. Đó là những cái vị trí, những cái đốt, những cái đặc điểm nhân khẩu và đó. Và tiếp theo đó mình sẽ nắm cái gì? Tiếp theo mình sẽ nắm là gì? Nó có những cái đường cong, cột sống nó có những đường cong. Và những đường cong này nó sẽ là đều này. Và nó cắt phía trước là có một quản khí quản, một cái quản rất là đều này. Rồi, cái phim này là phim chết 3 phần 4 phải hay trái, à, chết 3 phần 4 phải trái. Mục đích của chết 3 phần 4 phải trái là để coi cái gì, để coi cái lỗ, cái gì mình đi ra, cái lỗ này là lỗ gì, lỗ yên hợp hay là lỗ da lỗ sông. Và hồi nãy mình có làm một cái test nào đó để cho phát hiện cái đo của cái phim này. Cái test đó là cái gì? Thế thì mình coi làm sao biết nó bình thường là bất thường. Thế thì bình thường là những cái đốt này, cái lỗ này nó tương đối là tròn trịa, nó tương đối là đều đặn. Còn cái lỗ mà gọi là lúc mà nhỏ mà lớn thì nó không có một cái chuẩn, không có một cái chuẩn cụ thể để mình nói là cái đốt này là nó nhỏ hay là cái lỗ này nó nhỏ hay là lỗ này nó lớn. Nó không có một cái chuẩn. Chỉ biết là nếu mình so sánh với đại chúng ta thấy là nằm giữa hai đầu này lại nhỏ xíu, không nhỏ hơn này nhỏ này có được gì đâu. Hoặc là ta vui mình ta thấy được cái gai nó đè vô này thì mình biết là nó có gai xưa nó làm hạt đổi lòng chỉ thôi, chứ không có đo được đến bao nhiêu là nhỏ đến bao nhiêu là lớn. Tôi vừa thấy cái biển đó. Và cái này là cái cách thức để đọc cho một dấu súng cổ nghiêng. Cái đốt sống cổ nghiêng nó có mấy cái đường đọc. Đường số 1, bồi trước thân đốt. Đường số 2, bồi sau thân đốt. Đường số 3 là bồi trước cái thân ống gai hay là bồi sau ống sống. Cái này là thân đốt này, phía sau thân đốt là ống sống. Cái đường này là đường bồi sau chữ ống sống. Như vậy cái khoảng cách từ 2 đến 3 là cái ba này là cái khoảng cách này là cái tỉ như vậy đó. Tại đường số 4 là cái móng gai, cái đường này nó hợp nhau và thành được đường cong hết sức là
nó xứng đầy đủ. Nếu như vì một lý do nào đó mà mình thấy một thằng nó chạy ra nó nằm trong cái quy luật này, nó không đều là giống cái quy luật này, là nó là có người hoặc là lại gãy xương hoặc là bong gân hoặc có gì đó, hoặc có gì đó ha. Và nó có một đường nữa là đường thứ năm, tiếng Anh nó gọi là drivers odontolysis, tức là cái odontolysis là cái đường không muốn ra. Drivers là có lẽ là cái này, tức là cái bờ sau của thân xương đúng từ bữa nay nó đi lên là nó nằm trên một đường thẳng sự chất là so với đỉnh mốt răng và cái bờ sau xương đúng cái này, chỗ này nó chất là không quá một đi mấy. Nếu như mà một khi mình thấy cái mức độ chỉ là và từ một đi mấy trở lên thì coi như là có thể có cái là chẩn đoán mốt răng, chẩn đoán là nó bị gãy mốt răng ở đây, nó làm cho răng này nó di chuyển hoặc là chọc cái sinh vật nào đó, nó làm cho cái này nó di chuyển đi thì cái này nó không còn sát mà nó di chuyển lên. Và ngoài cái việc tập 5 cái đường này thì mình sẽ đọc hai cái khoảng cách. Cái khoảng cách này là cái khoảng AB và khoảng AG. AB nó gọi là Draco Pharyngeal Stain, tức là cái khoảng sau cái vùng hầu này, và một cái khoảng là sau cái vùng này là cái khí quản này là Draco Stain. Thế thì bình thường á, cái đấu sóng như thế này, thứ trước là nó có một cái vùng đen đen, một cái vùng sáng đi qua, tức là nó thiết lý. Thì cái lý này là nó khí quản sinh quản. Khi mà mình một cái chấn thương mình xảy ra thì chỗ này nó bị sao? Nó thấm máu và nó sẽ tẩy nó là cái khí quản sinh quản nó lên cái phía trước và nó làm gia tăng cái khoảng AB và cái khoảng AG. Thì ở đây nó có cái quy luật, quy luật số, quy luật để mà cái này thì quy luật là số 5, tức là 5, 10, 15 là giống như trên 5, 10 á. Cái đoạn cổ 1, cổ 2, cổ 3 gì đây thì cái đoạn này này, cái vùng sau hầu này thì cái đoạn này nó cắt đoạn này không quá 10mm. Rồi mình sẽ xuống chút xíu thấy cái đoạn C4, C5 ở đây thì đoạn này nó cắt ít hơn là không quá 5mm. Và cái đoạn C6, C7 dưới này thì nó cắt không quá 15mm. Như vậy mình lấy đi ra số 5 là 15mm đó. Thì nếu như mà nó đẩy lên cái chỗ này còn cao hơn con số đó là như vậy có sự bất thường, có sự máu xuyết nó đẩy lên v.v. Cái này là cái phim C1, C2 há miệng. Ở đây mình thấy là đốt aslat là đốt đội, đốt axit là đốt đội với C2. Cái này đang là cái mối đang đó là mình nhìn hai cái đốt và hai cái đốt này nó sẽ khớp với nhau để đánh giá cái phim mà có gãy mốt răng, gãy C1, C2 gì đó không, hoặc là nó đập xoay C1, C2 gì đó không, người ta quay chụp một cái phim X quang, tôi gọi là C1, C2 há miệng. Tiếng ra nó gọi là open mouth view. Open mouth là mở miệng ra, view là cái bản, như vậy là bản open mouth view. Còn quay ra gọi là C1, C2 há miệng. Thì cái cách mình như thế này mình sẽ thấy cái này tôi gọi là mố răng C1, cái này tôi gọi là mố răng C2. Thì mố răng C2 nó sẽ cắt cái đấu C1 một cái khoảng rất là đều. C1 răng C2 cắt C1, cái mố răng C2 cắt C1 bằng những cái thước rất là đều. Nếu như mà nó mất đi cái sự đều đặn, nó đều đặn nó thì coi như là nếu như người làm gì là có gì đó có thường xảy ra, có bị xương, có tật, có gì đó. Cái phim này đặc biệt để làm chẩn đoán của C1, C2 á. Và khi mình chụp nhá, người ta để cái răng nó lên kia đấy nhỉ. Cái này đoạn tập nhớ. Cái này đoạn tập được mình tập tốt, nhớ được nhớ, nhớ được rồi. Cái đấu sống gần cũng vậy. Cái đấu sống gần thì nó có thẳng nghiêng. Ngoài cái việc đánh giá cuộc sống này kia mình có thể coi lên những cái điểm khác nữa. Bây giờ ví dụ như là cái bóng hơi dài dài, cái nó xương sườn, cái bóng hơi dài dài. Rồi mình đánh giá cái vòng này, cái vòng này phải, vòng này trái. Đây là vòng này phải không em?
còn đáy bọn khoảng có men theo một cái khoảng 2-3 cm gì đó, rồi xương sườn còn hoàn lên, rồi nó có các cái chân cung rồi về móng ra rồi về cái gì đó như là cái gì. Rồi cái chim này là chim thắp lưng. Chim thắp lưng cũng vậy, mình coi chim thắp lưng nghe. Chim thắp lưng thì mình chú ý gì? Chim thắp lưng thì mình chú ý đầu tiên đó là chú ý cái sương sườn này nè. Tại vì khi mà mình bắt được cái sương sườn này nè, thì mình mới đáp được cái đốt này đó hay là một thắp lưng một. Thắp lưng 2, thắp lưng 1, thắp lưng 4, thắp lưng 5, thắp lưng 1. Còn nếu mà mình không xác định được cái sương sườn này là 12, thì mình không thể biết mình đến cái đốt nào, ra đốt nào, hiểu không? Còn này là phim nghiêng, thì phim nghiêng nó cũng giống như phim nghiêng đó. Thì mình coi cái phong đốt, coi cái lý đề, coi cái độ linh hoạt, coi cái lý đề của nó, coi lý đề. Và nó có được con sinh lý nha. Là đoạn thất linh nó có được con sinh lý nha. Ví dụ cái phim này gọi là cái lý phim bổ nghiêng này. Cổ thẳng nó có được con sinh lý. Còn này nó mất được lòng sinh lý. Mất được lòng sinh lý là do nó đau khổ, nó mỏi khổ, do bị nó như con cơn gì đó, nó làm cái đầu thấm khổ lắm, đứng đơ luôn, mất được lòng sinh lý. Nó là được lòng sinh lý của nó. Thế thì còn cái này là cái phần này, sọ này để cho con thêm. Chúng tôi không phải học trong hành trình đơn giản, bằng con thêm. Đây là những cái hình ảnh bất thường. Những cái đấu thương này kia mà lên pin 5 mình sẽ học. Cái trò này là trò pin 5. Nhưng mà tôi để em đó để về em coi thôi. Cái nào phải mình pin mình học đó, pin 5. Mình coi để mình biết nó có những cái ý như thế nào. Cái nào sẽ được, cái nào để xưa như thế nào. Ví dụ như đơn giản mình biết, ví dụ mình đọc một cái pin. Mình thấy cái đó sợ nó đã đúng, mình đúng, mình đúng. Đó là một cái gì, cái này còn khác như đó cái hàng như đó là con đốt mà từ dẫn mà dẫn rồi tức là đốt sống dẫn mà nó tập con một con sớm, tức là sớm mà